Ờ, anh vừa lên đấy. Anh lại về mất Thế rồi. thì em bây giờ em vừa đi đưa người đi cắt nhãn để giao cho cái hội ở Bắc Ninh, bây giờ em về em đây. Thế Bây à? giờ tới vâng. Anh lên nhưng mà anh mang mấy cái xương lên cho con chó rồi đấy. Vâng, đây em Nó vừa có nhìn cầm thấy với nó cho nó chưa? rồi. Nó nhìn thấy nó ăn chưa? Đây nó đã, em đang lấy cơm cho nó ăn. Ok, thôi được rồi, bởi vì nó sắp mưa rồi, anh lại đi về đây. Vâng, thế anh ấy thuê anh đến đâu rồi? Anh về đến cái chỗ này nó gọi là Hiệp Hòa. À, đã về lấy rồi. Hiệp Thế Hòa. sáng anh lên sớm không? Anh lên khoảng 10 rưỡi 11 giờ gì đấy. Vâng, mới cả giờ này em kiểu nhà em nó ốm đi, dâm ra em cứ chạy đi chạy lại rất chi là vất vả Thế anh ông ạ. Tiến lại ốm à? Nhà em ốm chục ngày, thế là em cứ chạy đi chạy lại, đang em đang bỏ đến thứ ba này em cho đi 1-8, có 1-8 Thế khám tổng ốm thể bị xem sao sao. vậy? Em kiểu cứ bị đau bụng ấy, đau bụng đau bão ấy. Thế bữa trước đã khỏi chỗ như là đi hôm nọ em đi siêu âm ở trên này thì nó bảo là bác sĩ bảo là kiểu bị đau dạ dày, thế chắc ăn chua vào là bị đau. Thế Thế cái cứ huyết áp phải một lo mình huyết nó áp cứ huyết áp thì ổn. huyết áp ổn rồi gì Vâng. Thì cứ có cái máy của anh em cứ đo liên tục thì sẽ ổn mà. cứ đo cho nó theo dõi rồi điều chỉnh nó thôi. Những Vâng, hôm thế này ông ấy anh uống nhai lên rượu. là anh nhai lên hay một mình anh lên? Cả hai người với lại cả con Cái cún người. nữa, con vàng con thỏ lên luôn. Lên Thế đấy là thì cứ lên thì thỉnh thoảng lên để dọn vệ sinh ấy mà cho nó sạch cái thì nhà xong rồi đốt các thứ. dạo là em một mình em bận lắm, em còn chưa làm được cái gì đây này, bận rộn chỉ là vẫn hả. Nhưng cả Phải em giữ đang gìn sức khỏe đấy. vâng em đang chặt cái rừng cây của cái trại trên của nhà em ấy, mấy hôm nay em đang mai đang thuê người để trồng mà Lại cho cái trại nữa, thêm cái trại nữa. cái trại ấy mà, cái trại của nhà em mà vẫn chưa tiêm chợ đấy, có một cái trại này ngày xưa mua đôi trang trại trên đấy mà, thì cái trại đấy từ ngày về đây là em trồng keo thì đợt vừa rồi thu hoạch rồi thì bây Cái giờ đấy lại được phải bao nhiêu trồng mét đấy trên cái của nhà em chỗ đấy là em có 2.000 m² thôi. 2.000 m² đấy à? Vâng, Nó bé hơn một thì chút. chỗ đấy nó gần trường gần chợ, cái chỗ đấy nó gần trường gần chợ. Vâng, Thế bọn cái Uyên với lại nên cái Trang là ok rồi chứ hả? vâng, yên thì nó đẻ nó về trên nhà chồng nhưng mà đêm chăm nào nó ông bà bê về trên đấy, rồi em một mình em vất vả quá, chạy rồi Nó thì lại lao vào giao việc cho bố mẹ vất vả lắm. vất vả. Rồi bây giờ nó mưa gió này cũng chả dọn dẹp được cái gì, kệ lộn cứ để thế ạ. Anh lên anh thấy Đấy. nó mưa đâm vào cái sân nó hơi trơn. Đấy, Vâng, trơn lắm, cũng cơ không quét được. mà em cứ đi, em đi em đỗ ngay ngoài chỗ bắt đầu đầu sân này này, cái chỗ bê tông chứ đi vào sân này không đi được, trơn ngã Nó chết. trơn rồi, cẩn thận đấy. Đây một cái chạy đi chạy lại. Đấy bây giờ em đi cắt nhãn đưa người vào đưa Bắc Ninh đánh ô tô ở trong vườn cắt nhãn, xong bây giờ về đến đây thì thấy cổng be bét nốt xe đi mà chắc anh thấy. Chỉ mưa nó Cái hạt tầm này bắt đầu cũng tốt. chạy về anh nhỉ. Được rồi thì Đây. tốt rồi. Anh cũng đi về đây đang một đống thơm trông nhìn thì có Vâng, nhiều bận. vẻ như đám mây to lắm sắp sửa mưa. Vâng. Xong có Bây gì giờ gọi tôi điện cho đi. anh. Cứ gọi điện cho công Tiến Vâng, đâu vâng. có nghe đâu. Em nhớ em ốm điện thoại vứt một chỗ cứ nằm tù. Thế à? Bây giờ hôm nay dậy được rồi, hôm nay dậy rồi thì nó đỡ. Đỡ Ôi đỡ. ôi, bận lắm anh ạ. Trang, Trang bỏ khéo thì gọi bác Hồng lên giả chạy với mẹ, chứ một mình mẹ này vất vả quá. Được. Anh sẽ tìm người thay, tìm người đỡ cho. Vâng, thế cơ như em bảo là đúng là chạy đi chạy lại thì nó vất vả, nhưng mà thôi thì làm nào thì ông bây giờ như thế làm nào nhé, em cứ bảo thế. Đấy. Được rồi, để anh sẽ tìm Vâng. cách. Vâng. Rồi Cảm có ơn gì anh sẽ gọi nhé. điện nhé. Cảm ơn em. Vâng, Anh em chào chào anh. em. Rồi rồi đau tu 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 rượu 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 trộm đấy.